Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Vâng, xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi là một thói quen tốt của người Việt Nam mỗi độ Tết đến xuân về. Xem tử vi cho tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho những người tuổi Giáp Tuất biết được những khó khăn và thuận lợi của chính mình trong năm 2022 Nhâm Dần. Bởi sự vận động của các tinh tú quay quanh trái đất nên sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người mỗi năm mỗi khác, không có sự giống nhau giữa các năm. Vậy nên, bạn cần phải biết được chính xác vận hung cát của mình trong từng năm để có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất. Phần tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng trong năm 2022 Nhâm Dần này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện của cuộc sống, đó chính là tình duyên, tiền bạc, sức khỏe và công danh sự nghiệp tiền tài của mình một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Chương trình ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm về kiến thức cũng như kết quả luận giải về lá số của mình, từ đó biết được vận hạn và thầy cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp tăng cường tài lộc và tình duyên cũng như gia đạo cho quý vị. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, năm 2022 nữ mạng, hoa cái đỡ đầu, đá quý lại còn sang. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, năm 2022 nữ mạng, với sự trợ giúp, quan hệ tam hợp và ngôi sao may mắn hoa cái, Giáp Tuất có nhiều cơ hội việc làm trong năm nay và sẽ may mắn gặp được tình yêu. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1994, năm 2022 nữ mạng, hung cát, hung vận, sao phi liêm bạch hổ, cát vận, tam hợp thái tuế, hoa cái. Hầu hết vận may của Giáp Tuất trong năm 2022 tương đối suôn sẻ, đặc biệt là về mối quan hệ giữa các cá nhân và sự phát triển của sự nghiệp. Với sự trợ giúp quan hệ tam hợp và ngôi sao may mắn hoa cái, Giáp Tuất có nhiều cơ hội việc làm trong năm nay và sẽ may mắn gặp được tình yêu. Tài vận của bạn cũng không quá tệ, nhưng đừng vui mừng quá sớm. Về tài lộc và sức khỏe vẫn phải đề phòng sự tấn công của các sao hung tinh, bạch hổ và phi liêm. Tránh để hai hung tinh này gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Bởi thế cho nên, thầy Gia Cát khuyên những mệnh chủ tuổi Giáp Tuất cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là vật phẩm chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước có in hình thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân, mặt sau là phù thái tuế của năm 2022 Nhâm Dần. Khi mang theo kim bài bên mình, sẽ được thái tuế tương trợ giúp cho vận trình của năm được hanh thông, may mắn. Nhất là đối với gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 lại được hợp với thái tuế. Sự nghiệp, những con giáp sinh năm 1994 có sự nghiệp phát triển vô cùng thịnh vượng vào năm 2022. Với sự trợ giúp của các tinh hoa cái và thái tuế năm Nhâm Dần, Bính Tuất sẽ gặp nhiều quý nhân giúp đỡ và có thêm nhiều cơ hội trong công việc. Bởi vậy, năm nay được xem là một bước ngoặt trong sự nghiệp của con giáp này. Nếu biết tranh thủ sớm, sẽ tạo ra bước đệm vững chắc cho tương lai của bạn. Tài vận, trong năm 2022, tài lộc của Giáp Tuất 1994 có thể giảm sút một chút. Mặc dù sự nghiệp thăng tiến rất khả quan, tài lộc cũng sẽ được cải thiện theo sau đó. Tuy nhiên, do bị bạch hổ hung tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc vẫn phải hao hụt thay vì tăng lên, có thể do phải tiêu mất nhiều tiền. Hung tinh thất sát sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe của bạn, vì thế bạn cần tốn nhiều chi phí để điều trị, đó cũng là một nguyên nhân gây thất thoát tài vận. Bởi vậy, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, vừa tốt cho mình vừa đỡ hao tài. Bên cạnh đó, những mệnh chủ tuổi Giáp Tuất cũng cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời kích hoạt sự nghiệp, quan vận được hanh thông, may mắn, cùng tài lộc được khai mở, phù trợ cho gia chủ Giáp Tuất 1994 được giàu có, hạnh phúc và bình an. Tình cảm, vận trình tình cảm của 1994 sẽ tương đối suôn sẻ trong năm 2022. Dưới sự thúc đẩy của cát tinh và thái tuế, hầu hết những người đã có một nửa của mình tương đối ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài.
Còn những người đang còn độc thân sẽ có nhiều mối quen biết, sức hấp dẫn tăng cao, có cơ hội phát sinh tình cảm ở nơi làm việc. Nếu biết tận dụng thêm một chút phong thủy tuổi Tuất năm 2022 thì vượng lại càng vượng hơn. Sức khỏe, tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2022 nữ mạng có vận trình sức khỏe không khả quan cho lắm, bị phi liêm bạch hổ tọa mệnh, đa số tuổi Giáp Tuất sẽ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe. Không chỉ vậy, dưới sự chiếu mệnh của sao hung tinh, khả năng bạn gặp tai nạn thương tích trong năm Dần là rất cao. Đặc biệt là những hung hại như tai nạn xe cộ, đuối nước. Vì vậy, bạn cần phải chú ý cảnh giác với thế giới bên ngoài, kẻo bị sao xấu lợi dụng, gây tổn hại đến thân thể cũng như các vận trình khác. Bởi không có sức khỏe thì khó làm nên chuyện. Vì thế, những gia chủ tuổi Giáp Tuất cần phải hết sức lưu ý. Đồng thời, các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ tuổi Giáp Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để giúp cho vận trình của năm được hanh thông may mắn. Vòng tam hợp được chế tác theo bộ tam hợp quý nhân của gia chủ, mang theo vòng bên mình sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, đồng thời tăng cường sức khỏe và nhân duyên cho gia chủ. Bên cạnh đó, vòng còn có tác dụng hòa hợp gia đạo, tăng cường tài lộc và tình duyên cho gia chủ. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2022 nữ mạng theo từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình của người tuổi Giáp Tuất 1994 khá tốt trong tháng này. Vào tháng riêng, những người 28 tuổi nhờ được tam hợp thái tuế mà được phúc tinh cao chiếu, ở mọi phương diện đều ổn định và thuận lợi. Đồng thời, bạn cũng sẽ có cơ hội làm quen với một số đối tượng khác giới, có nhân duyên tốt thông qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè trong dịp năm mới. Đây cũng chính là cơ hội tốt để bạn thoát khỏi tình trạng độc thân. Tháng 2, tinh thần của Giáp Tuất không được lý tưởng trong tháng này. Trong dịp năm mới, bạn trở nên lười biếng, phóng túng, nên không nhanh thích ứng với khoảng thời gian bận rộn sau Tết, vì thế mà xem nhẹ sự nghiệp của mình hơn. Tử vi số nhắc nhở con giáp này nên cố gắng hết sức để phục hồi sinh lực, cống hiến sức lực và tinh thần cho sự nghiệp, đừng quá nuông chiều và lười biếng với bản thân, như vậy mới có cơ hội lấy lại tài lộc và phát triển. Tháng 3, vận tài lộc của Giáp Tuất 1994 trong tháng này có chút gập ghềnh. Chịu ảnh hưởng bởi sao hung tinh, bạn bị thua lỗ nghiêm trọng, không chỉ khó duy trì thu nhập ổn định mà còn thậm chí xuất hiện nhiều khoản chi tiêu khổng lồ, khiến cho kinh tế sa sút đáng kể. Tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2022 nữ mạng cảnh báo, nếu bạn không kịp thời cứu lấy tài sản của mình thì tình thế sẽ ngày càng khủng hoảng, thu không bù chi, vay nợ đầm đìa. Tháng 4, nhân duyên của Giáp Tuất 28 tuổi khá lạc quan trong tháng này. Với sự trợ giúp của quan hệ tam hợp, Giáp Tuất sẽ tràn đầy năng lượng để làm việc, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, bởi vậy mà những người khác sẽ bị hấp dẫn mạnh mẽ bởi bạn. Cơ hội để kết bạn làm quen với những người tốt cũng rất cao, cho nên có thể nói không chỉ trạng thái tâm lý của Giáp Tuất tháng này tốt mà riêng chuyện tình cảm sắp tới cũng đón nhận nhiều niềm vui. Tháng 5, vận trình sự nghiệp của người 28 tuổi Giáp Tuất trong tháng này có nhiều sự khởi sắc. Với sự giúp đỡ của hoa cái cát tinh, bạn làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Đặc biệt, một số người trong tháng này có thể được người lớn tuổi giúp đỡ hoặc được lãnh đạo thăng chức. Vậy nên vận trình sự nghiệp của họ có những bước phát triển vượt bậc. Tháng 5 có khả năng cao sẽ bước lên một bước ngoặt lớn. Giáp Tuất 1994 cần phải nắm chắc thời cơ để phấn đấu đạt thành tích tốt hơn trong công việc. Tháng 6, tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2022 nữ mạng nhận xét, bạn sẽ có vận trình tình cảm vô cùng hanh thông trong tháng này. Nhờ tam hợp thái tuế, chuyện tình cảm của bạn và nửa kia trong tháng này dần ổn định. Vợ chồng có thể thường xuyên trò chuyện, cười đùa và cùng nhau chia sẻ những điều thú vị từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Cuộc sống gia đình của bạn rất ngọt ngào và hài hòa, điều đó thật đáng ganh tị. Tháng 7, vận sức khỏe trở nên sa sút và kém rõ rệt ở trong tháng 7 của năm. Hung tinh phi liêm khiến thân thể của bạn xuất hiện nhiều vấn đề bệnh lý, tinh thần cảm thấy bức bối khó chịu, đặc biệt ở vị trí cổ họng, dễ bị tác động và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bệnh nhân có thể cảm thấy hô hấp không thoải mái hoặc cổ họng bị đau, giọng nói khàn đi. Tử vi số khuyên tuổi Giáp Tuất cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân. Trong các bữa ăn cần phải bổ sung thêm rau xanh, uống nhiều nước lọc và bớt ăn những đồ cay nóng. Đồng thời cũng nên tránh ngủ muộn và sinh hoạt khoa học. Như vậy thì sức khỏe mới đảm bảo và ít đau bệnh. Tháng 8, tuổi Giáp Tuất 1994 có vận tình duyên khá tốt trong tháng này.
đối với những người độc thân, bạn có thể gặp được những người giỏi giang phi thường, lại có thái tuế cát tinh hỗ trợ, cho nên sức hấp dẫn của bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu bạn có thể nắm chắc cơ hội, thì cơ hội thoát ế chẳng có gì là khó khăn. Chỉ lưu ý là ở thời điểm này, khi lựa chọn đối tượng yêu đương, bạn đừng quá nông cạn hay tùy tiện, thi thoảng cũng nên tìm hiểu sâu hơn về người ấy. So sánh điểm khắc và hợp giữa hai người, nếu không, quá nhanh chóng nhận lời sẽ khiến cho tình cảm về sau có nhiều bất lợi. Tháng 9, vận trình sự nghiệp của người sinh năm 1994 có chút sóng gió trong tháng này. Bị sao hung tinh quấy nhiễu, bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn, rắc rối trong công việc. Ví dụ như, bạn có thể bất ngờ được cấp trên điều động sang các bộ phận khác của công việc, vì thế mà sẽ gây hoang mang tạm thời trong những người ở vị trí ổn định đã lâu. Nếu không thể thích nghi với môi trường làm việc mới, thì sự nghiệp sẽ bị trùng lại nghiêm trọng. Khuyên bạn nên đối diện với vấn đề này với thái độ lạc quan, đồng thời suy nghĩ tích cực hơn để đáp ứng những thách thức trong công việc, phấn đấu thích nghi với công tác mới này. Tháng 10, tử vi tuổi Giáp Tuất 1994 năm 2022 nữ mạng cũng nhắc nhở rằng các mối quan hệ của con giáp 28 tuổi có chút bất ổn trong tháng này. Bị sao hung tinh bạch hổ chiếu mệnh, người tuổi Tuất sẽ trở nên thô lỗ hay nổi nóng. Bạn thường xuyên cãi vã hoặc tranh chấp với đồng nghiệp vì những chuyện còn con, khiến cho quan hệ của bạn sa sút, công việc đình trệ. Vì vậy, Giáp Tuất nên cởi mở hơn trong mọi việc và cố gắng lịch sự, thân thiện với đồng nghiệp, đừng quá keo kiệt và so đo, nếu không, bạn sẽ chẳng còn ai giúp đỡ. Tháng 11, đây là một tháng mà tài lộc của bạn có nhiều khởi sắc, có thái tuế tạo động lực, Giáp Tuất nỗ lực hơn và thu nhập cũng tăng lên. Bạn có cơ hội tăng lương và thăng chức tốt, đồng thời một số người có kinh nghiệm đầu tư cũng biết cách làm giàu hơn và có thể thu được một khoản lời không hề nhỏ. Tháng 12, tổng quan tài vận của người sinh năm 1994 ở mức trung bình trong tháng này. Mặc dù trong tháng 12 đang cận kề cuối năm, nhưng bạn vẫn bảo toàn được phong độ, giữ cho mình tâm thế tương đối ổn định và bình tĩnh, hầu như không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, vì thế mà các phương diện nói chung đều đi theo chiều hướng thuận lợi, không có vật cản. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi cho nữ Giáp Tuất sinh năm 1994 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho các bạn, qua đó thì các bạn cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi tới cuối chương trình. Quý vị đừng quên nhấn like video này và đồng thời đi vào đăng ký theo dõi kênh để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích và hay nhất đến từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.